chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cộng review. Và trên tay mình đang là chiếc Realme cùng với hộp và phụ kiện của nó. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp và chia tay nhanh cái sản phẩm này nhé. Cụ thể thì chiếc Realme 7i này là một chiếc smartphone tầm trung đến từ Realme. Và hiện tại thì nó đang được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá hơn 4 triệu đồng. Đó, bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi mở hộp và chia tay nhanh cái sản phẩm này xem là nó có gì đặc biệt nhé. Và đây là chiếc Realme 7i. Đó, tiếp theo mình sẽ khám phá phần phụ kiện bên trong hộp của sản phẩm này. Thì đây nó sẽ có thêm một cái hộp nữa, và cái hộp này thì nó sẽ đựng que chọc SIM này, cùng với đó là một cái ốp lưng silicon và một tập sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo thì phụ kiện phía bên dưới thì nó sẽ có một củ sạc, và củ sạc này thì nó sẽ là một củ sạc nhanh với công suất lớn nhất, đó chính là 18W 9V 2A. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp, đó chính là USB-C. Với toàn bộ phụ kiện của chiếc Realme 7i, và nó sẽ không đi kèm với tai nghe. Quay trở lại với chiếc Realme 7i của chúng ta, đầu tiên thì mình sẽ nhận xét một chút về phần thiết kế của sản phẩm này. Thì nó có cái form thiết kế không khác biệt gì so với những sản phẩm đến từ Realme mới được ra mắt gần đây. Tuy nhiên khác biệt đó chính là phần mặt lưng sau của nó sẽ được làm theo dạng bóng, chứ không phải là dạng nhám hoặc là dạng vân sần như những sản phẩm khác nữa. Và với cái dạng bóng này thì nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay cực kỳ nhiều ở trên phần mặt lưng này. Và ở trên phần mặt lưng này nó sẽ chia ra làm hai khoảng với hai phần màu sắc khác nhau. Dưới đây thì màu xanh nhạt nhạt một chút, còn trên này màu xanh đậm này. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái cụm 4 camera được đặt ở trong một cái module hình chữ nhật như thế này. Và thông số kỹ thuật của ống kính chính sẽ là 64 megapixel. Ống kính thứ hai là ống kính góc siêu rộng 119 độ có độ phân giải là 8 megapixel. Ống kính thứ ba là ống kính chụp ảnh đen trắng có độ phân giải là 2 megapixel. Và ống kính cuối cùng cũng có độ phân giải là 2 megapixel, thì sẽ là một ống kính chụp ảnh macro. Ở phía bên góc trên thì nó sẽ có một cụm đèn flash LED này. Phía bên ngoài thì nó sẽ có một cụm cảm biến vân tay một chạm. Đó, phía góc dưới đây thì nó sẽ có logo của Realme. Nói chung là cái phần form thiết kế của sản phẩm này thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Phần khung viền của nó thì cũng chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Và các chi tiết khác ở trên phần khung viền đây thì ở cạnh bên phải nó sẽ có phím nguồn này, cùng với đó là phím tăng giảm lượng. Tiếp theo ở cạnh bên trái thì nó sẽ có một khay SIM. Và chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đó chính là hai SIM và một thẻ nhớ ngoài. Ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có một cái jack cắm tai nghe 3,5mm, mic đàm thoại, cổng sạc USB-C và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên thì hoàn toàn trống trơn, không có gì cả. Ở phía mặt trước đây thì nó sẽ có một cái màn hình với kích thước đường chéo là 6,5 inch, độ phân giải chỉ ở mức đó chính là HD cộng mà thôi. Tấm nền được trang bị đó chính là IPS LCD. Và đây sẽ là một cái màn hình thiết kế dạng nốt ruồi. Và phần nốt ruồi đây thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel. Và phần viền màn hình của sản phẩm này thì mình thấy nó cũng tương đối là mỏng, và phần dày nhất đó chính là phần phía dưới cạnh đáy. Tấm nền được trang bị ở trên màn hình của sản phẩm này là IPS LCD, và cái điểm cộng đó chính là nó sẽ có tần số quét là 90Hz, cho cảm giác vuốt chạm ở trên màn hình này nó rất là mượt mà. Còn về chất lượng hiển thị thì mình đánh giá nó chỉ ở mức là trung bình thôi, không quá nổi bật. Màu sắc lên cũng khá là ok, tuy nhiên thì cái độ sắc nét của nó không được tốt cho lắm, bởi vì là độ phân giải màn hình chỉ là mức là HD cộng trên kích thước màn hình là 6,5 inch, vậy nên là nó sẽ hơi rỗ một chút. Bù lại thì cái độ sáng màn hình của nó thì cũng khá là tốt. Và đó là về phần thiết kế cũng như là màn hình của chiếc Realme 7i. Tiếp theo thì mình sẽ nói về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc Realme 7i này sẽ được trang bị một con chip đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 662. Chiếc Realme 7 phiên bản thường ấy thì nó sẽ được trang bị con chip đến từ MediaTek là Helio G95. Về RAM ấy thì nó sẽ chỉ có duy nhất dung lượng là 8GB, và bộ nhớ trong cũng chỉ có là 128GB, có hỗ trợ khi cắm thẻ nhớ ngoài. Về pin của máy thì sẽ có dung lượng lên tới là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 18W. Về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái giao diện đó chính là Realme UI, và được tùy biến ở trên nền tảng đó chính là Android 10. Và đó là cái bài mở hộp cũng như là chia sẻ nhanh của mình về chiếc Realme 7i, một cái phiên bản cải thiện hơn một chút so với chiếc Realme 7. Và hiện tại thì sản phẩm này nó đang được bán chính hãng tại Việt Nam với mức giá khoảng hơn 4 triệu đồng. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Realme 7i này? Với mức giá khoảng hơn 4 triệu đồng và những gì mà chiếc Realme 7i này đem lại, thì các bạn có chọn mua nó trong khúc giá này không? Xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.